khi bạn thấy sự thật. Một gã ăn mày cũng là một con người đang trả nghiệp của chính người đó. Những công nhân viên quèn kia đang hành thân để vượt khổ, trả nghiệp để tích phước đổi mệnh. Những người đang hưởng thụ vật chất sung sướng kia lại đang đốt đi phước báu trên thân chỉ để đổi lấy phù du rác rưởi cuộc đời. Cho đi phụng sự người khác là được nâng cấp linh hồn và trí tuệ, còn nhận lại thụ hưởng là mất đi phước báu nhiều kiếp sau.